Xin chào tất cả các bạn đã quay lại với kênh YouTube Vô Thường ITB. Hôm nay tôi xin phép được chia sẻ với các bạn một cái thủ thuật nhỏ để chúng ta ẹt cái kênh YouTube của chúng ta trực tiếp vào trong trang Facebook cá nhân của mình. Thì như các bạn cũng đã biết, bình thường thì chúng ta vẫn sử dụng Facebook như một cái công cụ SEO hữu hiệu, tại vì mạng xã hội Facebook là cái mạng tạo ra cái tương tác và chia sẻ cực kỳ lớn để chúng ta có thể chia sẻ cho bạn bè, người thân và những người khác có ở trong danh sách bạn bè của chúng ta, để họ biết được những cái video và cái kênh YouTube mà chúng ta chia sẻ trực tiếp trên newsfeed để họ có thể tiếp cận và họ xem được. Nhưng đó là những cái video mà chúng ta chia sẻ lên trên đó thôi. Vậy bây giờ làm thế nào để chúng ta có thể đưa kênh YouTube của chúng ta trực tiếp vào trong trang cá nhân của mình, để những ai đó họ quan tâm hoặc họ tìm hiểu chúng ta, họ chỉ cần lướt qua trang Facebook cá nhân thì họ sẽ biết được rằng chúng ta có một kênh YouTube và họ sẽ trực tiếp đến được kênh YouTube đó. Thì như các bạn quan sát ở trên màn hình ở đây, thì các bạn sẽ thấy là đây là trang Facebook cá nhân của tôi. Thì trong phần tiểu sử cá nhân ở đây, ngoài những cái thông tin là tiểu sử cá nhân này, rồi cái thông tin về trường học này, nói chung là những cái này là do các bạn thiết lập, cái nào bạn công khai thì người ta sẽ nhìn thấy, còn những cái gì bạn để riêng tư thì nó không xuất hiện ở đây. Và cơ bản nhất bây giờ cái mà tôi đang muốn chia sẻ với bạn đó là cái mà tôi nói từ đầu đến giờ, đó chính là chèn kênh YouTube của mình. Thì các bạn thấy ở đây là tôi đã chèn kênh YouTube của mình vào trong trang Facebook cá nhân. Và ngoài YouTube thì tôi còn chèn thêm những cái tài khoản mạng xã hội khác ở đây, với Instagram này, Twitter và TikTok. Thì những cái khác nó chèn đều rất đơn giản, chỉ có duy nhất là chèn kênh YouTube thì tương đối phức tạp. Bởi vậy tôi ở video này tôi sẽ hướng dẫn kỹ các bạn việc là chúng ta sẽ chèn cái kênh YouTube của chúng ta vào tài khoản Facebook cá nhân như thế nào. Và ở đây tôi cũng sẽ nhấp thử để các bạn xem. Ví dụ ở đây là cái kênh YouTube, giờ tôi nhấp vào cái biểu tượng của kênh YouTube, ngay lập tức các bạn thấy rằng là nó sẽ trực tiếp dẫn tới kênh YouTube của chúng ta. Và để thực hiện điều đó thì chúng ta sẽ làm như sau. Ở trên Facebook của mình, sau khi đăng nhập vào tài khoản, các bạn vào trang Facebook cá nhân, vào trang chủ, thì các bạn thấy ở đây là một cái tài khoản Facebook hoàn toàn chưa có xuất hiện bất kỳ một tài khoản mạng xã hội nào ở chỗ này. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu thực hiện chèn bằng cách là chúng ta nhấp vào cái nút giới thiệu. Sau khi chúng ta nhấp vào nút giới thiệu thì các bạn chuyển tới cái phần cài đặt cá nhân ở đây. Chúng ta đưa con trỏ chuột tới và chúng ta có thấy cái xuất hiện của cái dòng chữ này, chỉnh sửa thông tin liên hệ cơ bản của bạn. Thì chúng ta nhấp vào đây. Chúng ta kéo xuống. Ở đây có những cái thông tin liên kết thì chúng ta tạm thời chúng ta bỏ qua, chúng ta không cần quan tâm nhiều lắm. Ở đây chúng ta chỉ cần chú ý đến một cái vấn đề duy nhất, đó là thêm liên kết mạng xã hội, chính là cái mà chúng ta đang truy cập tới ở đây. Để thực hiện chèn kênh YouTube của mình thì chúng ta sẽ nhấp vào thêm liên kết mạng xã hội. Và sau khi nó mở ra cái cửa sổ để chúng ta chèn thì ở bên cạnh cái ô trống này, chúng ta có cái nút biểu tượng ở đây và chúng ta nhấp mũi tên đổ ra, thì đây là danh sách những mạng xã hội mà YouTube có thể mà Facebook có thể chèn vào: Instagram, Twitter, Snapchat, YouTube, là rất nhiều cái. Quan trọng là các bạn muốn chèn cái gì. Ở đây tôi đang hướng dẫn các bạn là chèn kênh YouTube thì chúng ta sẽ lựa chọn là YouTube. Rồi tiếp đến chúng ta sẽ đến kênh YouTube cá nhân của mình, và bây giờ mới là một cái bước quan trọng để các bạn thấy được rằng là nó sẽ rất khó. Đầu tiên tôi sẽ làm theo cái cách thông thường để các bạn thấy rằng ấy, là nó không đơn giản như chúng ta nghĩ. Ở đây chính là cái liên kết mạng trang YouTube của chúng ta. Chúng ta sẽ copy cái đường dẫn này và chúng ta paste vào cái liên kết mạng xã hội và chúng ta dán vào đây, rồi chúng ta new thay đổi, rồi chúng ta bắt đầu trở về cái trang cá nhân của mình. Rồi sau khi chúng ta chèn vào cái kênh YouTube của mình thì các bạn thấy là nó đã xuất hiện ở cái phần giới thiệu của chúng ta. Nhưng bây giờ chúng ta thử nhấp vào cái đường liên kết này xem nó có xuất hiện kênh YouTube của chúng ta không à. Thì các bạn thấy đó, rõ ràng là chúng ta đã chèn chuẩn cái link của kênh YouTube của chúng ta, nhưng nó đã báo lỗi và chúng ta không thể nào đến trang kênh YouTube của chúng ta. Thì cái lỗi đó là như thế nào? Đó chính là cái việc chúng ta chèn cái kênh YouTube là chúng ta không chèn bằng link nha các bạn.
chúng ta chỉ chèn bằng cái URL tùy chỉnh. Một kênh YouTube muốn chèn vào trong trang Facebook cá nhân của mình thì bắt buộc phải có URL tùy chỉnh. Bạn nào mà chưa biết cách thay đổi cái URL tùy chỉnh của kênh YouTube của mình thì các bạn nhìn lên trên góc phải phía trên màn hình, các bạn sẽ nhìn thấy một cái thẻ đề xuất, các bạn nhấp vào đó để xem video hướng dẫn. Và ở đây tôi sẽ chỉ giới thiệu sơ qua để các bạn biết là cần như thế nào thì mới có URL tùy chỉnh. Đó là kênh YouTube của các bạn phải tối thiểu là có 100 người đăng ký. Và kênh YouTube phải được tạo tối thiểu trong vòng 30 ngày, tức là 1 tháng. Và trên kênh YouTube của các bạn cũng phải có đầy đủ ảnh bìa này, ảnh avatar. Thì các bạn mới có thể thực hiện để thay đổi cái URL tùy chỉnh. Và sau khi các bạn thay đổi được URL tùy chỉnh của kênh YouTube thì các bạn bắt đầu lấy cái URL tùy chỉnh và các bạn chèn vào kênh, chèn vào trang Facebook cá nhân của mình. Thì khi các bạn tạo được cái URL tùy chỉnh rồi thì các bạn quan sát ở đây, thì các bạn sẽ thấy ở đây nó không phải là cái địa chỉ bao gồm là trang chủ kênh YouTube và cái ID kênh thông thường nữa, mà nó đã có một cái URL tùy chỉnh ở đây, chính là cái tên kênh YouTube của tôi đã gọi là được cá nhân hóa. Thì để thực hiện việc chèn vào, chúng ta chỉ lấy duy nhất là cái tên tùy chỉnh của chúng ta ở đây. Ví dụ như tên kênh YouTube của tôi là Vô Thường ITB thì chúng ta chỉ lấy cái phần tùy chỉnh này thôi. Còn toàn bộ link liên kết khác, những chi tiết khác chúng ta không lấy. Chúng ta sao chép cái tên này, hoặc chúng ta có thể gõ thủ công cũng được, không nhất thiết phải sao chép. Và chúng ta trở lại trang Facebook cá nhân của mình và chúng ta lại trở về phần giới thiệu. Và chúng ta lại tiếp tục chỉnh sửa thông tin cá nhân và chúng ta thay đổi cái liên kết mạng xã hội của chúng ta ở đây. Đó là cái liên kết YouTube của mình. Chúng ta bắt đầu dán cái tên kênh tùy chỉnh của chúng ta và chúng ta chọn lưu. Thì các bạn sẽ thấy được rằng là cái tên nó hiển thị ra ở đây là phải nói là rất gọn nha. Nó không phải là cái liên kết ra loằng ngoằng nữa, mà nó là cái tên trực tiếp, tên kênh YouTube của chúng ta. Và bây giờ chúng ta sẽ trở lại cái trang cá nhân của mình và chúng ta load lại trang. Chúng ta nhìn lại cái phần giới thiệu của trang Facebook cá nhân. Thì các bạn quan sát ở đây là chúng ta đã bắt đầu nhìn thấy cái kênh YouTube của mình xuất hiện. Và nó hiển thị gọn gàng chứ không phải là một cái link liên kết dài như mấy nữa, như hồi nãy. Và bây giờ chúng ta sẽ nhấp thử vào đây nha, xem là nó có tới trang YouTube của chúng ta hay không. Rồi, ok. Như vậy các bạn đã thấy được rằng là sau khi chúng ta nhấp vào cái biểu tượng kênh YouTube thì nó trực tiếp tới trang kênh YouTube của chúng ta, không hề xảy ra cái hiện tượng là bị lỗi nào hết. Thì đó là một cái chi tiết khá là đơn giản, nhưng mà không phải là ai cũng nghĩ tới. Chính bản thân tôi cũng vậy. Ban đầu tôi cũng nghĩ đơn giản là chèn link kênh YouTube của mình vào như vậy là xong. Nhưng mà trên thực tế thì nó không phải như vậy. Và tôi cũng phải tìm hiểu rất kỹ và xem video hướng dẫn của một người bạn thì tôi mới bắt đầu là biết cách để mà thực hiện. Và tôi chia sẻ lại cái cách làm này để cho các bạn có thể chèn kênh YouTube của mình vào trang Facebook cá nhân một cách dễ dàng hơn. Và tương tự như vậy, chúng ta có thể chèn những cái mạng xã hội khác, ví dụ như Twitter này. Đối với Twitter và Instagram đi chẳng hạn, phải nói là nó khá là đơn giản. Đối với Instagram hay là Twitter cũng vậy nha. Chúng ta cũng chỉ vào trong phần giới thiệu, rồi sau đó là chúng ta chỉnh sửa thông tin cá nhân và chúng ta thêm liên kết mạng xã hội. Ở đây thì chúng ta có một kênh YouTube và bây giờ chúng ta muốn chèn thêm một cái tài khoản khác. Đây, chúng ta nhấp vào chỉnh sửa và chúng ta thêm liên kết mạng xã hội khác. Và ở đây chính là Instagram, nó có sẵn rồi. Thì đối với Instagram thì các bạn chỉ cần lấy cái tên của các bạn thôi. Các bạn gõ nha, tôi nói rồi, các bạn gõ cũng được mà các bạn copy trực tiếp cũng được. Ở đây là cái tên của trang cá nhân Instagram. Và bây giờ tôi tiến hành trực tiếp là tôi dán vào cái Facebook. Rồi, ok. Rồi tôi lại thêm một cái liên kết mạng xã hội khác. Ở đây tôi chọn là Twitter. Và đối với Twitter thì nó
y chang như cái Instagram vậy. Các bạn chỉ cần nhấp vào cái trang cá nhân của mình, và các bạn để ý nha, cái tên ở phía trên này không phải là cái tên để các bạn chèn vào trong Facebook, mà cái tên nó xuất hiện ở bên cạnh cái chữ A còng nó được mờ ở phía dưới này này. Các bạn copy cái tên này rồi sau đó là các bạn dán vào đây thôi, đơn giản chỉ có nhiêu đó thôi, rồi sau đó các bạn lưu lại. Như vậy là các bạn đã chèn được toàn bộ cái mạng liên kết xã hội của mình. Nhưng ở đây có một cái nó khá là bực mình, phải nói là khá là bực mình, nhưng mà cũng không sao, chúng ta có thể thực hiện được. Đó chính là cái tài khoản TikTok mạng xã hội đang rất phổ biến, được nhiều bạn trẻ sử dụng ở trên cả thế giới, thì nó lại không có ở trong cái danh sách mà chúng ta có ở đây. Facebook nó không hỗ trợ, các bạn thấy hoàn toàn là không có TikTok. Vậy làm sao để chúng ta có thể chèn TikTok của mình vào đây? Đơn giản lắm. Chúng ta thay vì chúng ta chèn liên kết mạng xã hội thì chúng ta sẽ chuyển xuống cái phần là thêm trang web. Chúng ta lưu lại và chúng ta chuyển sang cái phần là thêm một trang web. Và bây giờ các bạn chỉ đơn giản là vào TikTok và các bạn copy cái địa chỉ của cái trang TikTok cá nhân, các bạn dán vào là xong. Các bạn nhớ phải đăng nhập trước nha, đăng nhập vào cái tài khoản TikTok của các bạn. Rồi sau đó các bạn nhìn trên dòng địa chỉ address ở đây, các bạn copy toàn bộ cái địa chỉ này. Rồi sau đó các bạn thêm vào cái mục trang web này, các bạn dán nó vào đây. Rồi các bạn lưu lại. Ok. Và bây giờ tôi sẽ tắt hết mấy cái trang mà tôi đã chèn vào nha. Bây giờ tôi bắt đầu lưu lại và tôi trở lại về cái phần trang cá nhân của mình. Và tôi nói lại trang để xem là những gì mình chèn vào nó đã có ở trong này rồi hay chưa. Rồi ok, các bạn quan sát ở cái phần giới thiệu cá nhân của tôi ở đây. Tất cả những gì mà tôi chèn vào nó đã có, bao gồm là Instagram này, YouTube này, Twitter và cuối cùng đó là mạng TikTok. Và bây giờ để đảm bảo được rằng là tất cả những mạng xã hội mà tôi chèn vào đây đều có liên kết tới trực tiếp tới trang chủ và không xảy ra lỗi gì, thì tôi sẽ nhấp demo để các bạn tiến hành xem thử. Đầu tiên là Instagram này. Rồi ok, nó trực tiếp đã tới trang Instagram của mình. Rồi thứ hai đó là YouTube. Rồi ok, cũng xong. Cái thứ ba đó là Twitter. Rồi cũng trực tiếp tới trang Twitter cá nhân của tôi luôn. Nó không xảy ra bất kỳ một cái lỗi nào hết. Và cái cuối cùng đó là TikTok. Rồi, cũng tới cái trang TikTok cá nhân của tôi. Như vậy, ok là đã xong. Chúng ta đã tiến hành chèn kênh YouTube và tất cả những mạng xã hội liên quan khác vào trong tài khoản Facebook cá nhân của mình. Hy vọng với những cái chia sẻ nhỏ như vậy sẽ giúp các bạn dễ dàng thực hiện hơn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những cái video lần sau.